thấy chết không sờn ngụy quân tử chương 1071. Phương thức chính xác mở ra đường công cứu quốc 2. Mà có Trần Trường Sinh cùng Nguyên Minh Chủ hôm nay tỏ thái độ, chuyện Trần Già trở thành tông chủ Trường Sinh tông tương lai không nói ván đã đóng thuyền, nhưng cũng đã có bảy thành khả năng. Trần Già không có che giấu bản thân vui mừng. Mà Nguyên Minh Chủ lại tặng cho hắn một phần đại lễ. Tương lai là người trẻ tuổi các ngươi, một thế hệ chúng ta chung quy sẽ lui xuống. Trần Già, làm cho tốt, có lẽ không chỉ là tông chủ trường sinh tông, tương lai vị trí này của ta cũng là của ngươi. Không đợi Trần Già nói chuyện, Trần Trường Sinh đã chủ động nói, Minh Chủ cứ nói đùa, Trần Già còn trẻ, đường của hắn còn rất dài. Trần Trường Sinh không phải đang thay Trần Già uyển chuyển cự tuyệt Nguyên Minh Chủ nâng đỡ, mà là không muốn để cho Nguyên Minh Chủ phủng sát Trần Già. Đây là Trần Trường Sinh chiếu cố đối với Trần Già. Nhưng Nguyên Minh Chủ lần này, thật đúng là không có phủng sát Trần Già, hắn là chân thật nguyên minh chủ điềm nhiên cười nói ta cũng không nói đùa lão trần chúng ta chung quy là phải lui xuống hoặc là bay lên tương lai khẳng định là bọn họ tốt rồi ta biết ngươi lo lắng cho hắn không nói nữa doãn đại sư ngươi đến xem thi thể đao thần doãn mặt đã sớm chờ không kịp trực tiếp đẩy nguyên minh chủ ra không chút khách khí nói với nguyên minh chủ các ngươi đều tránh xa một chút cho ta thông gió tán khí im lặng bị một người nhìn qua tay trói gà không chặt hô hét như vậy, nguyên minh chủ trên mặt không chỉ có không có chút tức giận, mà còn ra hiệu cho mọi người, để cho mọi người làm theo ý của doãn mặt. Trần già thấy mà kinh hải không thôi. Hắn trước đó thân phận quá thấp, còn chưa đủ tư cách tiếp xúc cùng nguyên minh chủ. Hôm nay sau khi tiếp xúc một chút, hắn phát hiện nguyên minh chủ này quả nhiên là một kiêu hùng. Trần già không nhịn được, truyền âm hỏi Trần Trường Sinh, Tông Chủ, nguyên minh chủ bình dị gần gũi như vậy sao thế mà tùy ý để người điều khiển trần già không biết doãn mặt là loại người nào nhưng hắn xem ra thực lực doãn mặt còn không đến một nửa hắn hắn có thể miểu sát doãn mặt một nhân vật thực lực nhỏ yếu như vậy thế mà có thể sai khiến đối với minh chủ liên minh người tu chân mà nguyên minh chủ lại có thể không chút để ý cái này không khoa học trần trường sinh trả lời đại nhân vật chân chính cơ bản đều thực bình dị gần gũi chỉ có gà mờ nửa vời mới thích giảng phô trương cùng uy nghiêm. Đối với nguyên minh chủ mà nói, hắn không cần dựa vào uy nghiêm để phụ trợ bản thân, chỉ muốn ngươi hữu dụng đối với hắn, hắn có thể mười phần thân cận, tôn sùng ngươi là thượng tân, ví dụ như hiện tại. Trần già, bội phục. Rất nhiều hoàng thất cũng sẽ chiêu hiền đại sĩ, nhưng không có hoàng đế nào có thể làm như nguyên minh chủ như, để một người bình thường hô tới hết lui như thế, lại còn cung cấp cho đối phương lượng lớn tài nguyên cùng tiền tài. Đây là vận mệnh. Đại càng từ càng đế lãnh đạo. Mà liên minh người tu chân từ người như nguyên minh chủ lãnh đạo. Đại càng bị liên minh người tu chân áp chế, hiện tại xem qua, quả thật là một chuyện thực bình thường. Trần già tâm sinh cảm khái, đối với nguyên minh chủ đã đưa lên 12 phần cảnh giác. Không chỉ đối với nguyên minh chủ, còn có toàn bộ liên minh người tu chân. Liên minh người tu chân lấy được thi thể đao thần, vi hiếp đối với đại càng sẽ lớn hơn, phải nghiêm thêm phòng bị. Ngay tại thời điểm Trần Già nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy Doãn Mặt phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đồng thời một quyền nện ở trên đất. Doãn Mặt đeo mặt nạ màu đen, làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng mà giờ khắc này, mọi người đều có thể cảm nhận được thất vọng cùng phẫn nộ của Doãn Mặt. Nguyên Minh chủ nhíu mày hỏi, Doãn Đại Sư, ngươi làm sao vậy? Doãn Mặt thanh âm có chút trầm thấp, một tin tức tốt, một tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước tin tức tốt đao thần thật sự đã chết thi thể còn nóng hổi quả thật là chết vào tay trần già để cho người thiên thi môn đến khống chế thi thể đao thần sẽ rất có tác dụng đối với nghiên cứu của ta nghiên cứu của ta thực khả năng lấy được đột phá mỗi người các ngươi đều sẽ được lợi nghe được doãn mặt nói như vậy trên mặt mọi người ở đây đều hiện ra nụ cười bao gồm cổ nguyệt cùng trần già luận tu dưỡng diễn viên tuyệt đối treo lên đánh tiểu thịt tươi nhưng mọi người cũng không có quên doãn mặt nói còn có một tin tức xấu nguyên minh chủ tiếp tục hỏi doãn đại sư tin tức xấu là gì thanh âm doãn mặt để cho mọi người đều như rơi vào hầm băng đao thần ở trước khi chết phóng xuất ra công kích khác thường trên người mỗi người các ngươi hẳn đều có cẩn thận kiểm tra thân thể của mình nhìn xem có chỗ nào đỏ lên hay không nếu ngoài da không có vậy nội thị ở đây đều là người tu hành tham gia đánh nhau, rất nhanh đã theo dõi mặt nhắc nhở bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Vừa tra xong, bọn họ sắc mặt đều khó coi. Đáng chết, ta nhìn thấy lông đỏ. Ta cũng tìm được. Đây là cái quỷ gì vậy? Ta cảm nhận được bất tường dày đặc. Cái này không giống như là bút tích của đao thần. Chờ mọi người mồm năm miệng mười thảo luận qua đi, doãn mặt một lần nữa mở miệng, đây không phải đao thần công kích, càng như là bút tích của thần tiên ở trên trời đột nhiên hàng lâm kia. Các vị, mọi người phiền toái lớn rồi, thương tích mà mọi người chịu, quả thật ẩn chứa bất tường dày đặc. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, thực khả năng đồng nguyên với thương thế ma quân. Nghe Doãn mặt nói như vậy, người tu hành liên minh người tu chân ngược lại thở vào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì sự kiện này bọn họ sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa sớm đã đưa ra dự án. Nguyên minh chủ nói, một khi đã như vậy, thì theo chúng ta trước đó thương lượng mà làm. Chỉ sợ không được. Doãn mặt không lưu tình chút nào nói ra chân tướng, căn cứ quan sát của ta, hạo nhiên chính khí căn bản không thể trị liệu hoặc là xua tan loại bất tường này. Cái gì? Sao có khả năng? Thương thế ma quân xác thực có chuyện tốt mà. Nguyên minh chủ cũng nhìn về phía doãn mặt, nếu mày hỏi, doãn đại sư, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Doãn mặt thở dài một tiếng, vô lực nói, đây là một cái dưỡng cổ tràng, người chịu loại vết thương này, muốn chữa thương, biện pháp cũng rất đơn giản nhanh chóng tăng lên bản thân, để cho tốc độ thực lực tăng lên vượt qua tốc độ bất tường khuếch tán. Đây là một đạo trung tan, thời khắc nhắc nhở các ngươi mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, không tiếc trả giá tất cả, bằng không sẽ chết. Mọi người đều không rét mà run. Nhất là trần già. Liên minh người tu chân vốn chính là đại địch đại càng, hiện tại đám người tu hành liên minh người tu chân nếu lại gặp phải vấn đề như vậy vậy bọn họ thật sự sẽ không từ thủ đoạn áp lực mà đại càng gặp phải sẽ đột nhiên tăng người tu hành đột nhiên thật sự không tiếc tất cả trả giá để tăng lên thực lực vì tất không có cấm thuật vì mạng sống bọn họ nhất định sẽ điên cuồng nhất định phải nghĩ biện pháp giảm bớt cục diện trước mắt đúng vào lúc này thượng quan uyển nhi cùng với vũ nhược linh cùng dương hòe cẩn được đao thần chỉ điểm cũng đến nơi này vẫn là câu nói kia, dị tượng đao thần ngã xuống căn bản không giấu được. Sau khi Trần già nhìn thấy Dương Hòe Cẩn xuất hiện, mắt chợt sáng ngời. Hắn đã biết nên làm như thế nào. Một lát sau, ở khi đám người tu hành liên minh người tu chân còn đang thương lượng trị liệu thương thế của mình như thế nào, Trần già, Vũ Nhược Linh cùng Dương Hòe Cẩn một đám người tu hành trẻ tuổi được bọn họ mời ra bên ngoài. Vũ Nhược Linh kéo Trần già đến một bên, sốt ruột hỏi, Trần già, đến cùng đã xảy ra chuyện gì đao thần sao lại đột nhiên ngã xuống trần già không trả lời ngay vấn đề của vũ nhược linh mà hơi chút cảm ứng vị trí của dương hòe tẩn tốt lắm dương hòe tẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đang trộm nghe bọn hắn nói chuyện đây đúng là chuyện hắn muốn nhìn thấy trần già trầm giọng nói chuyện rất đơn giản chính là như ngươi nhìn thấy người tu hành liên minh người tu chân cùng đao thần va chạm cuối cùng bọn họ thắng đao thần đã chết Vũ tiên tử, ngươi có biết cái này sẽ tạo nên hậu quả gì không? Hậu quả gì? Vũ Nhược Linh hỏi theo bản năng. Chuyện phát sinh quá nhanh, nàng còn chưa có chuẩn bị tâm lý. Bằng không lấy trí tuệ cùng năng lực của Vũ Nhược Linh là có thể phản ứng được. Nhưng Trần Già cần chính là Vũ Nhược Linh không phản ứng kịp. Trần Già khóe miệng nhếch lên, giọng điệu biến 10 phần ác độc, cái này ý nghĩa môn phái tu chân loại nhỏ được đao thần nâng đỡ bồi dưỡng trước đó, sẽ gặp xui xẻo, bọn họ sẽ lọc vào các môn phái tu hành lớn cường lực trả thù. Vũ Nhược Linh lần này hoàn toàn phản ứng lại, cho nên, Dương Hòe cẩn cùng ngũ hành Linh Tông. Trần già cười lạnh nói, bọn họ chết chắc rồi, bên trong liên minh người tu chân, sẽ không có ngũ hành Linh Tông nhỏ nhoi. Truyền thừa thượng của ngũ hành Tông liên quan đến Dương Hòe cẩn, cũng nhất định sẽ trở thành nội tình liên minh người tu chân. Chờ xem, trừ khi Dương Hòe cẩn cùng ngũ hành Linh Tông đầu nhập vào đại càng, bằng không vận mệnh bọn họ nhất định bi thảm. Dương Hòe cẩn nấp ở trong tối sắc mặt xanh mét, hai nắm đấm siết chặt, nhưng hắn mạnh mẽ khống chế bản thân, để tránh tiết lộ khí tức. Nhìn Trần già chuẩn bị bỏ đá xuống giếng vui sướng khi người gặp họa, Dương Hòe cẩn trong lòng sát khí đại thịnh, nhưng hắn biết mình không có khả năng giải quyết Trần già trong khoảng thời gian ngắn. Vậy đến lúc đó chết chính là mình. Mà thôi, cứ trước để thằng nhãi này sống thêm một đoạn thời gian hắn hiện tại nhu cầu cấp bách phải làm là tìm một núi để dựa vào cho mình cùng ngũ hành linh tông cắn chặt răng dương hòe cẩn đưa ra một quyết định vi phạm tổ tông làm phản đồ thì phản đồ không phải dương hòe cẩn hắn cùng ngũ hành linh tông phản bội liên minh người tu chân mà là liên minh người tu chân phản bội ngũ hành linh tông nơi này bất lưu gia sẽ có chỗ lưu gia dương hòe cẩn hắn phản chung có một ngày hắn sẽ dẫn theo đại quân đại càng giết trở về băm thằng nhãi trần già này làm tám mảnh để tiếc mối hận trong lòng ông phần lửa giận cùng cừu hận này trong lòng dương hòe cẩn lặng lẽ rời khỏi chỗ hắn cũng không có phát hiện ở sau khi hắn rời khỏi trần già ánh mắt luôn luôn nhìn về phía dương hòe cẩn mặt mang tươi cười luận phương thức chính xác mở ra đường công cứu quốc trần già xem như chơi chức nghiệp nằm vùng này hoàn toàn rõ ràng trong thiên hạ trừ bỏ hồ vương ai có thể chiến một trận ở thời điểm dương hòe cẩn còn chưa có liên hệ cùng đại càng trần già đã thông báo trước cho ngụy quân ngụy quân nghe thao tác của trần già xong nhất thời không nói gì chống đỡ thật lâu sau ngụy quân mới nói với trần già ngươi xem như chơi rất rõ ràng chức nghiệp nằm vùng này trần già cười khổ nói không có biện pháp cái này là ta chuộc lỗi cho bản thân đao thần vừa chết liên minh người tu chân cũng sắp hoàn toàn không khống chế được cũng không phải không khống chế ngụy quân nói từ biểu hiện gần đây của liên minh người tu chân cho thấy cao tầng nhất của liên minh người tu chân là một đám tư tưởng ích kỷ cực độ một đám người như vậy tụ tập cùng một chỗ thật ra rất dễ dự đoán hành vi kế tiếp của bọn họ nếu đám người này đều có cùng mục tiêu cùng tín ngưỡng hơn nữa nguyện ý đi trả giá sinh mệnh vì tín ngưỡng này vậy liên minh người tu chân thật sự vô địch ở thế giới này đáng tiếc liên minh người tu chân nói đến cùng vẫn là một cái liên minh ích lợi người trong liên minh là vì ích lợi mà đi cùng nhau mà không vì tín ngưỡng tổ chức như vậy có thể rất mạnh nhưng mà còn xa mới xưng được với vô địch cũng không có khả năng chỉnh hợp toàn bộ lực lượng lại trần già trước đó cũng tán đồng đạo lý này nhưng hiện tại hắn thận trọng nói với ngụy quân hiện tại không giống trên người bọn họ đều bị thương vì nhanh chóng tăng lên bản thân bọn họ chỉ sợ sẽ không từ thủ đoạn dù vậy gấp nhất cũng không phải đại càng ngụy quân bình tĩnh nói trần huynh ngươi đã quên hiện tại đại càng đã muốn không phải đại càng thời kỳ càng đế tại vị nếu càng đế hiện tại còn đang tại vị vậy đại càng đúng thật sẽ có nguy hiểm thời điểm càng đế tại vị đại càng chính là hậu hoa viên của liên minh người tu chân bị liên minh người tu chân thích gì thì lấy nếu hiện tại vẫn là loại cục diện này vậy đối mặt liên minh người tu chân nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực của bản thân cửu phẩm tiên môn chế khẳng định sẽ bị đại lực thi hành. Đại càng thật sự không có hy vọng. Hơn nữa muốn làm được điểm này, đối với liên minh người tu chân mà nói, cũng không tính là đặc biệt khó. Dù sao còn có càng đế trợ giúp bọn họ. Đáng tiếc, từ sau khi ngụy quân ngang trời xuất thế, đại càng bắt đầu thay đổi cách sống khác. Cho đến ngày nay, bên trong đại càng đương nhiên không thể nói đã toàn bộ quét sạch người của liên minh người tu chân, nhưng liên minh người tu chân cũng đã không có khả năng xem đại càng trở thành hậu hoa viên cần thì lấy của mình nữa bọn họ nếu vì nhanh chóng tăng lên thực lực xuống tay đối với đại càng mà nói sẽ mất nhiều hơn được không nói tới gặp phải đề kháng thật lớn bản thân có thể được chỗ tốt cũng có hạn cho nên đại càng hiện tại cũng không cần quá lo lắng trần già là người trong cuộc thì không sáng suốt sau khi nghe ngụy quân nói rõ ràng trần già cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi là đạo lý này đại càng hiện tại đã không giống. Ngụy Huynh, cái này phải cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, đại càng rất khó đổi một cách sống khác. Trần già nói, nếu đại càng không làm ra thay đổi, vẫn nhẫn nhục chịu đựng giống như trước đây, vậy khẳng định vẫn sẽ bị liên minh người tu chân bóc lột áp bức. Hiện tại mà nói, bọn họ từ trên người đại càng không thu được đủ chỗ tốt, khả năng sẽ thay đổi mục tiêu. Dù sao nói đến cùng, đại càng chỉ có thể giúp liên minh người tu chân sưu tập tài nguyên, giết yêu mới có thể giúp bọn họ tăng lên thực lực. Giữa liên minh người tu chân cùng yêu đình bởi vì quan hệ có thể tăng lên thực lực cho nhau là tử địch trí mạng, mâu thuẫn xung đột không thể hóa giải. Ngược lại đại càng, thật ra trên lý luận thượng không có xung đột lợi ích quá trí mạng cùng liên minh người tu chân cũng như yêu đình. Yêu tộc ăn dân chúng bình thường đại càng chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu ăn uống, chỉ có ăn người tu hành mới có thể tăng lên thực lực. Người tu hành áp bức dân chúng bình thường, nhiều nhất cũng chỉ được một chút tài nguyên nhưng bởi vậy có thể sinh ra nhân quả chỉ có vết yêu lấy đan người tu hành mới có thể tăng lên tu vi của mình cho nên hai bên mới là tử địch chỉ là trước đó càng đế quá rục mà yêu hoàng quá mạnh mẽ cho nên để cho liên minh người tu chân được chỗ tốt từ phía đại càng hơn nhiều so với từ phía yêu đình do đó liên minh người tu chân khẳng định sẽ dốc sức khi dễ đại càng dù sao đại càng cũng không dám hoàn thủ hiện tại thời đại thay đổi phía đại càng ngụy quân là đại diện cho nên khi liên minh người tu chân không thu được nhiều ưu việt từ phía đại càng lại có khả năng lọc vào phản kháng mạnh mẽ mà thương tới bản thân vậy tiếp tục áp bức đại càng thu được cũng sẽ rất thấp đám người liên minh người tu chân này cũng không phải ngu ngốc mua bán lỗ vốn bọn họ sẽ không làm cho nên ngụy quân không hoảng hốt hắn chỉ lo lắng cho trần già ngươi không sao chứ? Trần già nói tạm thời không có việc gì. Đao thần trong khoảng thời gian này dạy ta không ít thứ. Thực lực của ta vốn đang tiến nhập thời kỳ bùng nổ, trong ngắn hạn không có nguy hiểm. Ngụy quân đáng thương cho Đao thần thiêu đốt bản thân chiếu sáng Trần già. Đây là tinh thần kính dân đại công vô tư. Ngụy quân trong lòng trào phúng, nhưng hắn vẫn thực quan tâm đối với Trần già. Thiên đế thật ra cũng không cao cao tại thượng cũng không cần cao cao tại thượng nguyên minh chủ đều có thể làm được bình dị gần gũi không vì vật mà vui không vì bản thân mà buồn huống chi là thiên đế thiên đế kết giao bằng hữu cho tới giờ cũng không cần xem đối phương có đủ mạnh hay không bởi vì không có ai mạnh hơn so với hắn chỉ cần thấy đối phương thuận mắt tính tình hợp nhau là đủ rồi cho nên một kiếp này ngụy quân đã kết giao không ít bằng hữu trần già là bằng hữu mà hắn tán đồng đối với bằng hữu ngụy quân vẫn đủ nghĩa khí ngoại trừ thượng quan tinh phong cho nên ngụy quân nhắc nhở nếu ngày nào đó ngươi cảm giác thân thể không khỏe nhớ đến kinh thành tìm ta tìm ngươi trần già khẽ cười nói ngụy huynh chẳng lẽ thu được y thuật chu phân phương chân truyền hay sao hắn chỉ là đang nói đùa dù sao đều biết ngụy quân chỉ học nho không học y nhưng một câu của ngụy quân đã chỉnh cho trần già ngẩn ngơ thương thế của ma quân sở dĩ chuyển tốt chính là được ta trị liệu trần già a à. ngụy quân thật sự ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi ra đùa giỡn cho nên ngươi nếu cảm giác thân thể không thoải mái cứ tới tìm ta thương thế trong cơ thể ngươi không có khả năng nghiêm trọng hơn ma quân thực dễ dàng có thể trừ tận gốc trần già có chút tâm động nhưng hắn sau đó vẫn cự tuyệt đề nghị của ngụy quân cứ gạt lại đã Giảng mặt đại sư của liên minh người tu chân kia cũng không phải tầm thường thương thế này chính là doãn mặt nhìn ra nếu ta trị tốt vạn nhất bị hắn nhìn thấu ta rất khó giải thích rõ ràng một khi bại lộ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ta không thể mạo hiểm như vậy làm nằm vùng phải cẩn thận phải không được phiêu lưu không cần thiết không thể một mặt chỉ nghĩ an toàn của bản thân như là lục nguyên hạo hắn không làm được nằm vùng đương nhiên lục nguyên hạo cũng sẽ không đi làm nằm vùng từ trên lựa chọn của trần già ngụy quân lại một lần nữa thân thiết cảm nhận được nằm vùng gian nan càng đáng quý là cho dù đối mặt loại tình huống gian nan này cho dù thượng cấp trần già đã sớm mất rồi trần già đã mất đi liên hệ cùng đại càng nhưng hắn vẫn không có quên sứ mệnh của mình loại lực lượng này chính là lực lượng chân chính có thể sáng tạo kỳ tích liên minh người tu chân rất mạnh nhưng ngụy quân vẫn không có xem liên minh người tu chân trở thành loại thế lực không thể địch nổi chẳng sợ giữa đại càng cùng liên minh người tu chân thực lực quả thật tồn tại trên lệch trên bản chất. Nguyên nhân chính là liên minh người tu chân không có cho ngụy quân loại cảm giác như trần già này. Liên minh người tu chân khuyết thiếu loại lực lượng trần già nắm giữ. Cho nên bọn họ không phải là không thể đối kháng. Trần Huynh, ta chỉ có một câu. Mời nói. Hãy sống cho tốt, sống đến ngày nào đó đại càng thắng lợi. Ngụy quân trầm giọng nói, người đáng giá đứng ở dưới ánh mặt trời, tiếp nhận dân chúng đại càng vỗ tay. Trần già trả lại cho ngụy quân một nụ cười sáng lạng. Mà Dương Hòe cẩn thì cho Lục Kim một cái cười thảm. Lục ti trưởng, ta nguyện dân ra toàn bộ truyền thừa thượng của ngũ hành tông, chỉ cầu đại càng có thể che chở ta, che chở tông môn ngũ hành linh tông của ta. Rất đột nhiên nhận được Dương Hòe cẩn đầu thành, Lục Kim cũng ngơ ngác. Cái tình huống gì vậy? Vẫn đều là người đại càng đầu thành liên minh người tu chân, hiện tại thế mà có thể trái ngược. Đại càng đã mạnh đến loại trình độ này sao? Lục Kim không cảm thấy. Cho nên hắn phải hỏi rõ nguyên nhân. Dương Huệ Cẩn nếu đã hạ quyết tâm đầu nhập vào đại càng, thì cũng không cần thiết phải giấu giếm, trực tiếp nói ra chân tướng. Sau đó Dương Huệ Cẩn nói với Lục Kim, Lục Ti trưởng, ta còn có một thỉnh cầu, nếu có cơ hội, đại càng cần giúp ta giết chết trần già tặc tử này. Hắn thật sự là rất đáng giận, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Nói xong lời cuối cùng, Dương Hòe cẩn nghiến răng nghiến lợi. Lục Kim có chút kỳ quái, ngươi sao lại hận trần già như vậy? Dương Hòe cẩn cười khổ nói, không dối gạt lục ti trưởng, người này là một tên nham hiểm. Ở thời điểm đao thần còn sống, trần già cố ý giao hảo ta. Chờ đao thần chết, hắn lại trở mặt trong nháy mắt. Hơn nữa không chỉ nhằm vào ta, còn ý đồ nhằm vào tông môn của ta, Mơ ước truyền thừa thượng cổ ngũ hành tông của ta. Tiểu nhân hai mặt như thế, ta phải giết cho thống khoái. Trần già đối với Lục Kim mà nói, cũng là nhân tài mới xuất hiện trong trận doanh địch. Cho nên yêu cầu này của Dương Hòe Cẩn, hắn cũng không có quá nhiều rối rắm. Nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng ta cũng phải nói cho ngươi, lợi thế đầu thành của ngươi đối với đại càng mà nói lực hấp dẫn cũng không phải đặc biệt lớn. Lục Kim chân thật nói. Nghe trong lời nói Lục Kim có ý cự tuyệt, Dương Hòe cẩn nhất thời nóng nảy, nói thẳng, Lục Ti trưởng, ta có thể dâng ra toàn bộ truyền thừa thượng của Ngũ Hành Tông, đó là truyền thừa thượng của Ngũ Hành Tông. Lục Kim cảm nhận được thành ý của Dương Hòe cẩn. Nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu. Dương Tiên Sinh, ngươi lầm hai chuyện. Thứ nhất, truyền thừa thượng của Ngũ Hành Tông đối với đại càng chúng ta mà nói cũng không trân quý, chúng ta cũng không đi chiêu số người tu hành. Thứ hai, cho dù chúng ta đi chiêu số người tu hành, công pháp truyền thừa thượng cổ ngũ hành tông, cũng vẫn là niên đại thượng cổ, đã vị tất so được với thời đại. Lục Kim liếc mắt nhìn Dương Hòe Cẩn một cái, giọng điệu lạnh nhạt, lại thiếu chút nữa tru tâm Dương Hòe Cẩn, bằng không mà nói, nếu truyền thừa thượng cổ ngũ hành tông thật sự hữu dụng như vậy, vẫn có thể đè ép thiên hạ, vậy Dương Tiên sinh ngươi sẽ không xin đại càng chúng ta giúp ngươi giết chết trần già. Trên thực tế, ngươi chiếm được thượng cổ ngũ hành tông truyền thừa, ngay cả người cùng thế hệ cũng không có siêu việt hơn nữa trần già còn trẻ tuổi hơn so với ngươi dương hòe cẩn sắc mặt trắng bệch hắn không thể không thừa nhận lục kim nói là đúng hắn chiếm được thượng cổ truyền thừa khí vận thâm hậu thiên phú cũng không kém theo lý mà nói hẳn đè ép một thời đại mới đúng nhưng cũng không có vô luận là so với một thế hệ trẻ tuổi đại càng hay là so với một thế hệ trẻ tuổi liên minh người tu chân hắn thật ra đều không có ưu thế rõ ràng trước đây dương hòe tẩn vẫn lấy ẩn dấu làm lý do thuyết phục bản thân hắn đúng là cũng ẩn dấu nhưng sau thiên kiêu tranh bá hắn chiếm được đao thần ưu ái dương hòe tẩn cũng bắt đầu toàn lực hấp thụ truyền thừa của thượng cổ ngũ hành tông nhưng hắn rất nhanh đã ý thức được đừng nói so với trần già cho dù là so sánh với vũ nhược linh tốc độ tăng lên thực lực của hắn cũng không có mạnh đến đâu lại càng không cần nói tới tranh phong cùng thượng quan nguyễn nhi truyền thừa từng vô địch thiên hạ, ở dưới thời gian cọ rửa, cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Ngũ hành linh tông mà Dương Hòe cẩn xuất thân không là môn phái lớn gì, hơn nữa rất nhiều người trong tông môn vẫn đắm chìm ở trong huy hoàng của thượng cổ, làm cho hắn cũng bị ảnh hưởng, cho rằng thượng cổ ngũ hành tông truyền thừa khẳng định thiên hạ vô địch, mỗi người đều muốn được. Nhưng hiện tại, sau khi bị lục khiêm điểm tỉnh, Dương Hòe cẩn không thể không thừa nhận, góc độ nhìn vấn đề của mình có chút nông cạn hắn cũng không thể xuất ra lợi thế có thể làm cho đại càng hài lòng. Sau khi ý thức được điểm ấy, Dương Hòe cẩn thực ảm đạm. Cho nên, lục ti trưởng tự tuyệt đầu thành của ta. Không, ta thực hoan nghênh. Lục Kim trên mặt xuất hiện nụ cười, đại càng hoan nghênh toàn bộ bằng hữu muốn giao bằng hữu với chúng ta, huống chi chúng ta hiện tại có cùng kẻ địch. Nhưng Dương Tiên Sinh, nếu ngươi muốn được đại ngộ tương ứng với mong muốn, ngươi cần làm nhiều hơn, xuất ra thành ý lớn hơn, đại càng mới có thể mạo hiểm phiêu lưu đắc tội liên minh người tu chân đi che chở ngươi cùng ngũ hành linh tông. Lục ti trưởng cần ta làm cái gì? Dương hoè Cẩn cũng là một người thông minh, hắn rất nhanh đã sửa sang lại tâm tình, chính thức tiến nhập trạng thái. Lục Kim mỉm cười nói, dựa theo tình huống trần già lộ ra cùng tình huống theo như lời Dương Tiên Sinh, liên minh người tu chân hiện tại gặp phiền toái. Dương hoè Cẩn gật đầu nói, phiền toái lớn, làm không tốt sẽ có nguy cơ trí mạng. Lục Kim tiếp tục nói, dưới loại tình huống này, bọn họ khẳng định sẽ chuyển đi nguy cơ của bản thân. Nhất định sẽ, cái này là thủ pháp bọn họ quen dùng. Dương Hòe Cẩn nói, cho nên bọn họ vừa lúc mượn cơ hội này đi đoạt lấy tài nguyên trong môn phái nhỏ chúng ta, nhất là môn phái nhỏ đoạn thời gian trước đổ hướng đao thần. Nếu không phải nhận ra nguy cơ này, hắn cũng không quyết đoán đầu thành như vậy. Dù sao những năm qua, ngũ hành linh tông vẫn lăn lộn cùng liên minh người tu chân. Ngũ hành linh tông tuy chỉ là môn phái tu hành trung đẳng, nhưng trong lòng vẫn có ngạo khí, căn bản khinh thường đại càng trước đây. Nhưng hiện tại, đại càng thay đổi cách sống, ngũ hành linh tông lại có nguy cơ trí mạng. Cho nên Dương Hòe Cẩn không thể không cắn răng làm ra một quyết định vi phạm tổ tông. Nhưng lục Kim muốn càng nhiều hơn. Dương Tiên Sinh, một ngũ hành linh tông, không đáng để đại càng chúng ta xé rách mặt mũi cùng liên minh người tu chân. Nhưng nếu rất nhiều ngũ hành linh tông, vậy đại càng chúng ta sẽ ra mặt chủ trì chính nghĩa, ngươi hiểu ý tứ của ta chứ? Dương Hòe cẩn kinh ngạc nhìn Lục Kim. Hắn nghe hiểu. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lục Kim khẩu vị lại quá lớn như vậy. Dương Hòe cẩn nghe được nhịp tim đang gia tốc của mình, cũng cảm nhận được vị chua chát trên môi của mình. Chuyện Lục Kim muốn hắn làm, để cho hắn cảm nhận được kích thích, càng cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Lục ti trưởng, đại càng muốn chơi lớn như vậy sao? Dương Hòe cẩn gian nan hỏi. Lục Kim miễn cười nói, hoặc là không làm, đã làm phải làm tuyệt. Nhọc một lần sướng cả đời giải quyết vấn đề, đây là phong cách làm việc ta thích. Dương Hòe cẩn thiếu chút nữa quỳ xuống với Lục Kim. Hắn giờ khắc này hoàn toàn cảm nhận được chênh lệch giữa mình cùng đại lão. Lục ti trưởng, ta không có nắm chắc. Chuyện ở con người, đại càng chúng ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Lục Kim cổ vũ, hơn nữa một khi làm thành chuyện này, dương tiên sinh ngươi lập tức sẽ danh chấn thiên hạ tin tưởng ta có một số chuyện cũng không khó như vậy dương hòe cẩn ta ta thử xem sao tốt lắm dương tiên sinh từ nay về sau sau lưng của ngươi là toàn bộ đại càng chúng ta việc này ta lập tức thông báo cho thượng quan thừa tướng cùng cơ soái ta cam đoan toàn bộ đại càng chúng ta đều là hậu thuẫn kiên cố cho ngươi đại lão một khi ra tay là động thật trần già bố trí một cục để cho Dương Hòe cẩn dẫn theo ngũ hành linh tông đầu nhập vào đại càng, bổn ý của hắn là có thể lớn mạnh đại càng phần nào thì tính phần đó. Nhưng ở dưới tình huống không biết trần già, Lục Kim trực tiếp mở rộng mục tiêu lên rất nhiều lần. Đại lão khí phách không giống người thường. Hắn tìm thượng quan thừa tướng cùng cơ soái, đồng thời còn có ngụy quân, dù sao ngụy quân hiện tại vẫn là thái sử công, hắn cũng cần ngụy quân ủng hộ. Các vị, ta chuẩn bị chấp hành một kế hoạch, cần các vị tương trợ lục kim thông báo một chút về tình huống mà dương hòe tẫn lộ ra với thượng quan thừa tướng cơ soái cùng ngụy quân sau đó hắn chân thật nói thời cơ qua là mất không thể trở lại ta muốn mượn cơ hội này thực hành kế hoạch phân liệt mục tiêu để cho liên minh người tu chân giải thể ngụy quân trực tiếp nói từ thật đông đại lục biến đổi lớn liên minh người tu chân giải thể tại sao cảm giác thị giác lại mạnh đến như vậy hơn nữa Lục Kim thật là một đại lão thực dám làm như vậy. Hắn không chỉ có ý tưởng, lực hành động quả thật cũng trâu bò. Mấy năm nay giám sát ti chúng ta ở bên trong liên minh người tu chân hạ không ít công phu, nuôi binh nghìn ngày, dùng trong một lúc, ta chuẩn bị lấy ra toàn bộ. Cơ soái ta biết quân bộ ở bên trong liên minh người tu chân cũng có ám thủ, ta cần trợ giúp. Cơ soái ánh mắt chớp động, đang tự hỏi rất nhanh. Một lát sau, cơ soái trầm giọng hỏi, có nắm chắc thành công không? Lục Kim nói thật cẩn thận, năm, năm. Vậy đánh cuộc. Cơ soái lúc này cũng chơi. Chúng ta là một phương thực lực yếu thế, không đánh cuộc sẽ không có cơ hội thắng. Chỉ có một phương thực lực mạnh, mới có tư cách ổn ngồi điếu ngư đài. Đại càng không có tư cách. Cho nên bọn họ đều phải có gan quyết đoán. Cũng may ba đầu sỏ đều là nhân kiệt. Quân bộ sẽ toàn lực giúp ngươi hoàn thành kế hoạch này thấy cơ soái đã bị lục Kim nói động vậy thượng quan thừa tướng cũng không chần chờ nói thẳng việc này từ lục ti trưởng trực tiếp phụ trách muốn trợ giúp gì lục ti trưởng trực tiếp tới tìm ta ta nhất định cũng sẽ bài trừ khó khăn tốt đa tạ hai vị lục Kim trên mặt xuất hiện nụ cười từ đáy lòng vẫn là thoải mái khi có đồng nghiệp cộng sự như vậy cái này nếu ở dưới trướng càng đế khẳng định lại để cho bọn họ tiếp tục nhẫn tiếp tục chờ đợi cho hoa cúc đồ ăn đều lạnh hiện tại đưa ra quyết định đều là đại lão năng lực tiếp cận với hắn, tài hoa cùng quyết đoán của bọn họ đều giúp bọn họ dám nghĩ dám làm, cũng dám gánh vác trách nhiệm của mình. Liên Minh người tu chân hiện tại xuất hiện vấn đề nội bộ, một mặt, chúng ta phải làm là công tác với các môn phái trung nhỏ này. Một mặt khác, chúng ta cũng phải phòng bị nhất phẩm tông môn này, nhất là người tu hành lấy Nguyên Minh chủ cầm đầu, bọn họ là đại địch chân chính của chúng ta. Nghe Lục Kim nói như vậy, cơ soái cùng thượng quan thừa tướng sắc mặt tất cả đều biến dị thường ngưng trọng thượng quan thừa tướng nói nguyên minh chủ thật là một kiêu hùng ta đã gặp mặt hai lần với hắn người này ngực có khe rảnh co được giảng được thực lực lại mười phần cao cường thực khó giải quyết hắn hầu như không có nhược điểm gì cơ soái gật đầu nói mấy năm nay liên minh người tu chân từng bước áp chế tiến tới tầm ăn lên đại càng tất cả đều là ở dưới người này dẫn dắt hoàn thành hắn đối với đại càng chúng ta mà nói chính là một tòa núi lớn dời không đi muốn đối phó hắn rất khó thật sự rất khó ta cũng không có biện pháp gì tốt ba đầu sỏ đều đánh giá rất cao đối với nguyên minh chủ mấy năm quá khứ bọn họ đều có qua lại cùng nguyên minh chủ không khoa trương mà nói tất cả đều bị nguyên minh chủ áp chế đối với nguyên minh chủ bọn họ tuy không có bóng ma tâm lý nhưng xác thực không có nắm chắc quá lớn trong lòng đặt vị trí của nguyên minh chủ cũng rất cao hẳn đến ngụy quân đang nghe truyện trên tv audio cv nói một câu nguyên minh chủ minh chủ liên minh người tu chân bá chủ đương thời kẻ địch cả đời của càng đế lục kim cơ soái thượng quan thừa tướng vốn nguyên minh chủ là rất lợi hại nhưng bị ngụy quân đánh giá thành kẻ địch cả đời của càng đế bọn họ phát hiện mình cũng vô pháp khôi phục kính sợ đối với nguyên minh chủ thượng quan thừa tướng cười khổ nói đột nhiên cảm giác nguyên minh chủ cũng không phải khó đối phó như vậy một câu của ngụy quân câu đã kéo sập hình ảnh của nguyên minh chủ ba đầu sỏ mười phần bội phục đối với năng lực này của ngụy quân đồng thời cũng đề cao tự tin bản thân dù sao kẻ địch cả đời của càng đế mà thôi có gì phải sợ sau khi đầu sỏ tiếp nhận nguyên minh chủ là kẻ địch cả đời của càng đế tất cả đều thả lỏng xuống cơ soái cũng cười nói ngụy quân nói cũng không sai nguyên minh chủ trước đây quả thật là kẻ địch lớn nhất của bệ hạ hai người luôn luôn âm thầm đấu sức nói tới nguyên minh chủ còn từng đáp ứng bệ hạ nếu bệ hạ nguyện ý thi hành cửu phẩm tiên tông chế vậy bệ hạ chính là minh chủ đời tiếp theo của liên minh người tu chân lục kim nếu tính như vậy bệ hạ còn thắng nguyên minh chủ một bậc ngụy quân trào phúng nói chơi thì chơi nháo thì nháo đừng thực lấy nguyên minh chủ mà đùa giỡn dạng như càng đế thì đừng động tới nguyên minh chủ là tốt nhất chúng ta phải coi rẻ kẻ địch ở trên chiến lược, coi trọng kẻ địch ở trên chiến thuật. Ba đầu sỏ nhìn ngụy quân, tất cả đều không nói gì chống đỡ. Nói tốt nói xấu tất cả đều để cho ngụy quân nói. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Ngụy quân cũng biết hắn làm như vậy, ba đầu sỏ khẳng định sẽ không nói gì. Nhưng hắn không để ý. Ngụy quân nhìn về phía lục kim. Lục ti trưởng, ta cảm thấy ngươi có một nơi đã nhầm đường. Là nơi nào? đối với phán đoán của ngụy quân lục kim vẫn thực tín nhiệm hiện tại ngụy quân sớm đã không thể dùng tuổi để cân nhắc bản thân hắn cũng là tín đồ trung thành của ngụy quân ngụy quân nói thẳng thật ra ngươi muốn phân liệt liên minh người tu chân cũng không cần trước đặt nguyên minh chủ thành quân xanh của chúng ta có lẽ hắn cũng sẽ không thành chướng ngại của chúng ta cái này sao có khả năng lục kim lắc đầu nói nguyên minh chủ là thuyền trưởng của chiếc thuyền lớn liên minh người tu chân này ai sẽ chủ động phân liệt giải tán đế quốc của mình chứ? Ngụy quân, qua địa đồ. Ba đầu sỏ mặt đầy dấu chấm hỏi. Lục Kim nghi hoặc hỏi, qua địa đồ là ai? Một người chủ động giải tán đế quốc của mình, không quan trọng. Ngụy quân nói gió nhẹ mây nhạt, lục ti trưởng, quan trọng là nguyên minh chủ, ngươi cảm thấy nguyên minh chủ thật sự để ý tương lai lâu dài của liên minh người tu chân sao? Lục Kim thấy Ngụy quân mười phần chân thật, hắn sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, bắt đầu chân thật suy xét vấn đề này của Ngụy Quân. Hắn mơ hồ có chút rõ ràng ý tứ của Ngụy Quân. Ngụy đại nhân, ngươi là muốn nói, nguyên minh chủ so với quan tâm tương lai liên minh người tu chân, thì càng quan tâm thực lực tấn thăng của bản thân hơn, hắn xem ích lợi cá nhân nặng hơn nhiều so với lợi ích của liên minh người tu chân. Ngụy Quân gật đầu nói, đúng, đây là sự thật, sự thật không thể phủ nhận. Ba đầu sỏ đối với cái này cũng không có ý kiến dù sao liên minh người tu chân từ trên cái tên đã có thể nghe ra được đây là một liên minh liên minh lấy ít lợi để kết hợp nếu là liên minh thì không thể có tín ngưỡng cao thượng gì càng không có khả năng để cho bên trong liên minh hy sinh bản thân bởi vì liên minh quốc gia có loại khả năng này liên minh khả năng quá nhỏ ngụy quân tiếp tục nói cho nên ta vẫn cho rằng thật ra ba người lợi hại hơn rất nhiều so với nguyên minh chủ thời khắc mấu chốt các ngươi đều có thể dâng ra tất cả nhưng nguyên minh chủ khẳng định sẽ không cho nên chúng ta không cần phải xem nguyên minh chủ giả tưởng thành kẻ địch chúng ta phải đối kháng trên thực tế hắn ngược lại có khả năng sẽ trợ giúp chúng ta ba đầu sỏ đều là người thông minh một điểm liền thấu hạn chế bọn họ là tính cực hạn của lịch sử ngụy quân là đứng ở độ cao lịch sử cho nên kiến thức rộng rãi ba đầu sỏ bị tầm mắt của bản thân cực hạn cho nên có chút chỗ không thể nghĩ tới được nhưng sau khi được ngụy quân mở ra một cánh cửa sổ bọn họ lập tức có thể nhìn thấy thế giới mới nhất là hiện tại ba đầu sỏ nhất tề mắt sáng ngời thượng quan thừa tướng kích động nói không sai ngụy quân nói là đúng nếu chúng ta có thể xuất ra một thứ gì có thể giúp nguyên minh chủ tăng lên thực lực bản thân trong ngắn hạn trả giá lại là kế hoạch phân liệt liên minh người tu chân nguyên minh chủ hoàn toàn có khả năng sẽ trợ giúp chúng ta hắn theo đuổi là bản thân phi thăng không phải để cho liên minh người tu chân độc bá thiên hạ. Cơ soái bổ sung, chúng ta cũng không cần thiết phải ra tay, người tu hành cao tầng liên minh người tu chân gặp vấn đề, bọn họ nhất định sẽ chuyển vấn đề ra ngoài hoặc xuống phía dưới. Hiện tại đại càng chúng ta không dễ chọc, yêu đình lại càng không dễ chọc. Cho nên đối với bọn họ mà nói, áp bức tông môn trung nhỏ hầu như đã thành tất nhiên. Ở trên chuyện này, bọn họ vốn sẽ giúp chúng ta, chúng ta chỉ cần làm theo đà phát triển là đủ rồi. Lục Khiêm tán đồng quan điểm của Thượng quan Thừa tướng cùng cơ soái hắn chỉ có một chút lo lắng, nguyên minh chủ dù sao vẫn là một kiêu hùng ánh mắt hơn người, hắn vị tất sẽ như thiển cận thế, làm chuyện uống rượu độc giải khác. ngụy quân khẽ cười nói, dưới tình huống bình thường, xác thực sẽ không như vậy, nguyên minh chủ trước đây cũng không có ngu xuẩn đến xuống tay đối với người một nhà. Nhưng trước khác nay khác, tình huống hiện tại không giống. Lục ti trưởng, ngươi chớ quên, hiện tại thân thể nguyên minh chủ xuất hiện vấn đề lục kim trầm ngâm một lát chậm rãi gật gật đầu chỉ số thông minh của nguyên minh chủ bọn họ đều không nghi ngờ nhưng khi hắn gặp phải nguy hiểm sẽ làm ra quyết định có lợi cho hắn phán đoán này cũng không khó cho nên chúng ta cần làm chính là toàn lực du thuyết môn phái trung nhỏ bên trong liên minh người tu chân để cho bọn họ nhận rõ tình cảnh bản thân hơn nữa ý thức được thoát ly liên minh người tu chân đối với bọn họ mà nói mới là lựa chọn chính xác lại phù hợp với ích lợi của bọn họ là địch với liên minh người tu chân quả thật khó khăn nhưng bọn họ diễn biến hòa bình khó khăn sẽ hạ xuống rất nhiều ý tưởng diễn biến hòa bình của ngụy quân được ba đầu sỏ nhất trí tán đồng nhưng so sánh ra ngụy quân vẫn còn quá thiện lương chính là ý tứ trên mặt chữ quá thiện lương chờ ngụy quân bị bạch khuynh tâm kêu đi ba đầu sỏ tiếp tục họp bọn họ cũng không có phủ định kết luận của ngụy quân nhưng ở trên cơ sở chủ trương của ngụy quân tăng thêm rất nhiều thứ Cơ soái từ không trưởng binh, ngụy quân cái gì cũng tốt, chính là quá mức nhân từ cùng chính nhân quân tử. Phương thức diễn biến hòa bình là đúng, nhưng chúng ta làm việc, không cần thiết quân tử như vậy. Lục Kim gật gật đầu nói, ta rõ ràng ý tứ của cơ soái chúng ta hoàn toàn có thể giả mượn danh nghĩa cao tầng liên minh người tu chân, làm một số chuyện đối với môn phái trung nhỏ trong liên minh người tu chân. Thậm chí khi cần thiết, chúng ta diễn một chút, để cho cao tầng liên minh người tu chân gánh nồi, cũng để cho môn phái trung nhỏ trong liên minh người tu chân cảm nhận được áp lực. Thượng quan thừa tướng là người thông minh cỡ nào, hắn hiểu thực rõ ràng, cơ soái cùng lục kim ngoài miệng nói gió nhẹ mây nhạt, trên thực tế ý tứ chân chính là tám chữ. Giết người phóng hỏa, vu oan giá họa. Sau lưng tất cả đều là huyết tinh. Nhưng hắn cũng không có phản đối cơ soái cùng lục kim, hắn chỉ nhắc nhở, cần phải giữ bí mật, không thể bị môn phái trung nhỏ này biết, nội bộ cũng phải nói năng thận trọng thời điểm cần thiết vận dụng cao thủ đứng đầu thanh trừ đi nhân sĩ biết chuyện chấp hành kế hoạch này thượng quan thừa tướng nhắc nhở là đúng cơ soái chuyện này do ta phụ trách quân bộ phái nằm vùng cùng cao thủ hiệp trợ thượng quan thừa tướng phụ trách hậu cần trợ giúp tất cả tiến triển của diễn biến hòa bình ta đều sẽ đúng lúc câu thông với mọi người có vấn đề gì không không thành vấn đề không thành vấn đề cơ soái cùng thượng quan thừa tướng đều là người bận rộn bọn họ quả thật không chủ trì được kế hoạch này hơn nữa kế hoạch này quả thật liên quan đến an toàn quốc gia vừa lúc là phạm vi nghiệp vụ của lục kim thượng quan thừa tướng tiếp tục nhắc nhở nội dung cụ thể cùng phương thức thực thi diễn biến hòa bình sẽ không nói với ngụy quân ngụy đại nhân là người tốt hắn phải làm thánh nhân sự vụ cụ thể chúng ta phụ trách là được thượng quan thừa tướng nói đúng đồng ý ba đầu sỏ đạt thành nhận thức chung ba người nhìn nhau cười nhưng mà cái này ý nghĩa sẽ máu chảy thành sông ba đầu sỏ cho tới giờ cũng không là người tốt gì bọn họ thậm chí cũng không phải anh hùng anh hùng ở trong loại hoàn cảnh phức tạp này trừ khi là ngụy quân bằng không là không sinh tồn được ba đầu sỏ đều là kiêu hùng tâm địa độc ác nhưng bọn họ có thể tận trung vì quốc gia có thể liều mạng vì dân chúng có thể hiến toàn bộ gia sản cùng gánh vác quốc nạn cho nên bọn họ đứng ở đỉnh đại càng, chơi trò chơi quyền lực, quyết định vận mệnh ức vạn người. Ngụy Quân cũng không biết kế hoạch chân chính của ba đầu sỏ. Hắn đột nhiên bị Bạch Khuynh Tâm kêu đi. Khuynh Tâm, có chuyện gì? Bạch Khuynh Tâm sắc mặt có chút dị thường. Nàng đưa Ngụy Quân tới quan nha lục phiến môn của mình, hơn nữa lại tự tay bố trí kết giới cách âm, sau đó mới mở miệng nói với Ngụy Quân, "Ngụy Quân, có chút không thích hợp." Không thích hợp? Ngươi phát hiện cái gì? Hoàng cung đêm qua đã chết một tiểu thái giám. Ngụy quân nhíu mày, kỳ quái nói, Hoàng cung chết một tiểu thái giám, sao lại để ngươi ra? Lục phiến ngôn không nên tra chuyện trong Hoàng cung chứ. Loại chuyện này hiện tại hẳn là an toàn ti tra. Bạch Khuynh tâm nói, là an toàn ti đang tra, chuyện này vừa lúc là lục nguyên hạo phụ trách. Ngụy quân Tiểu béo hiện tại đã có thể phụ trách những chuyện cụ thể. Sĩ cách ba ngày, đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Bạch Khuynh Tâm cũng nghẹn lời, Lục Nguyên Hạo hiện tại đã danh chấn thiên hạ, thanh danh ở trong một thế hệ trẻ tuổi gần với ngươi. Lấy thanh danh Lục Nguyên Hạo hiện tại, nếu an toàn ti không cho hắn quản sự, vậy mới là không thích hợp. Ngụy Quân gật gật đầu nói, cũng đúng, tuy tính cách tiểu béo thực không thể dựa vào, nhưng hắn hiện tại quả thật danh khí rất lớn, hơn nữa tiểu béo cũng có năng lực. Ngươi đừng khen hắn, hoàng cung chết một tiểu thái giám, Chuyện này chính là để hắn đi ra, nhưng hắn tra xét nửa ngày cũng không có ra ra cái gì, cuối cùng chạy tới cầu ta hỗ trợ. Ngụy Quân khẽ cười nói, "Thật bình thường, huynh tâm ngươi ra án đệ nhất thiên hạ, tiểu béo gặp phải loại chuyện này, khẳng định nghĩ đầu tiên mà tìm ngươi hỗ trợ. Nói xem, ngươi tra ra cái gì?" Bạch Khuynh Tâm nói, "Tiểu thái giám này, trước đây chính là hầu hạ ở điện Thanh Tâm." Ngụy Quân ánh mắt chợt lóe. "Cái này có chút ý tứ." hơn nữa ta xác định là hắn bị giết. Ngụy quân nở nụ cười, có ý tứ là ai giết, điều tra ra sao. Vấn đề là ở trong này, ta hầu như xem qua toàn bộ mọi người trong hoàng cung một lần, cuối cùng tập trung một người hiềm nghi, nhưng ta không dám tiếp tục tra xét tiếp. Ngụy quân nghe thấy huyền ca đã hiểu nhã ý, đối phương thân phận thực mẫn cảm. Đúng, thực mẫn cảm. Ngụy quân, ta tra được trên người hoàng hậu. Nói thực ra, đáp án này cũng không có quá ra ngoài dự đoán của ngụy quân trong hoàng cung người có thể có thân phận mẫn cảm đến bước làm cho bạch khuynh tâm không dám ra tiếp vốn chỉ có vài người như vậy hoàng hậu hiển nhiên cầm cờ đi trước có thể xác định sao ngụy quân hỏi bạch khuynh tâm tự tin nói trước mắt ta còn chưa có ra được chứng cứ nhưng ta nếu xác định nàng là hung thủ thì không có sai ngụy quân tin tưởng phán đoán của bạch khuynh tâm càng tin tưởng năng lực chuyên nghiệp của bạch khuynh tâm nhưng ngụy quân vẫn nói với bạch khuynh tâm tiếp tục ra lấy được chứng cứ rồi nói sao không có chứng cứ tuy là ngươi cũng không thể trực tiếp xác định phán đoán chính là sự thật hoàng hậu vì sao phải giết một tiểu thái giám trước đây thường xuyên hầu hạ càng đế lại vì sao không chủ động thừa nhận cái này sau lưng đến cùng có bí ẩn gì ngụy quân ta chính là đang cố kỵ cái này ta thật sự cần phải tiếp tục điều tra sao bạch khuynh tâm hỏi trên thực tế thời điểm trước khi ta tra tới trên đầu hoàng hậu nương nương ta đã cố ý khống chế bản thân không có tiếp tục đẩy mạnh về phía trước miễn cho chuyện phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu chẳng sợ đã là trên danh nghĩa sau khi đại hoàng tử lên ngôi hoàng hậu cũng sẽ biến thành thái hậu nếu thật sự tra tới trên đầu cô ta chuyện này khả năng sẽ không thể vãn hồi hoàng hậu cũng không phải mẹ đẻ đại hoàng tử nhưng vô luận là hoàng tử nào kế vị, chỉ cần hoàng hậu không có bị phế, vậy hoàng hậu khẳng định sẽ là thái hậu. Bởi vì liên quan đến càng đế trước đây dốc lòng tu đạo, hoàng hậu tại triều giả thật ra cũng không có thanh danh gì. Nhưng trên thực tế hoàng hậu quyền lực rất lớn, cho dù là ở hoàng cung hiện nay, hoàng hậu trong tay vẫn nắm quyền to sinh sát. Bộ phận lực lượng hoàng quyền đã gián tiếp chuyển dời đến trong tay hoàng hậu. Nếu muốn động hoàng hậu, thật là một đại sự, thậm chí có khả năng dao động nền tảng lập quốc đây là chỗ bạch khuynh tâm cố kỵ nhưng ngụy quân không sợ ngụy quân chỉ lo lắng mình không chết được chứ không lo lắng mình sẽ có bao nhiêu nguy hiểm khuynh tâm buông tay đi ra đi dù sao đã chết một người cho dù chỉ là một tiểu thái giám cũng phải ra ra một cái chân tướng cũng phải có một cách nói nhưng ta có chút kỳ quái hoàng hậu vẫn rất bận rộn sao đột nhiên nhảy ra như vậy bạch khuynh tâm nhắc nhở nhị hoàng tử gần đây có chút thất ý ngụy quân nhíu mày có chút suy nghĩ đại hoàng tử sắp đăng cơ xưng đế minh châu công chúa đang lãnh binh xuất chinh quyền cao chức trọng tứ hoàng tử ở trên thiên kiêu tranh bá chiến một trận thành danh quét sạch tiếng xấu trước đây hiện tại giống như nhị hoàng tử trước đây thanh danh tốt nhất cơ hội kế vị lớn nhất nhìn qua lại thường thường vô kỳ mà hoàng hậu là mẹ đẻ nhị hoàng tử làm mẹ sẽ mạnh mẽ ngụy quân để tay lên ngực tự hỏi nếu hắn là hoàng hậu cũng sẽ không hài lòng với cục diện chính trị của đại càng hiện tại vì nhị hoàng tử mà nói có thể lý giải nhưng giết một tiểu thái giám để làm cái gì giết người diệt khẩu hay là vì thám kính bí mật của càng đế nhưng càng đế hiện tại chính là một người thực vật mà ngụy quân không hề thiếu nghi vấn nghi vấn này bạch khuynh tâm tạm thời cũng giải đáp không được tiếp qua vài ngày ta sẽ cho ngươi đáp án sẽ không để ngươi chờ lâu bạch khuynh tâm thực tự tin mà cùng lúc đó cũng có người khác thực tự tin tổng bộ liên minh người tu chân nguyên minh chủ đang cùng huyễn nguyệt tông chủ huyễn thần tông sống vai mà đi huyễn nguyệt hoàng hậu bên kia thế nào nguyên minh chủ hỏi huyễn nguyệt tự tin cười khí phách tung hoành ta tự mình ra tay ngươi nói thế nào cốt lắm biến hoàng hậu thành người của chúng ta chẳng khác nào đóng một cây định vào vị trí mấu chốt của đại càng nhưng chỉ có hoàng hậu còn chưa đủ một bước tới chúng ta làm thế nào rất đơn giản đại càng hiện tại thực hiển nhiên đang dựa theo chủ trương chính trị của ngụy quân mà đi tới đi hoàn quyền hóa không thể không thừa nhận ngụy quân thật là một thiên tài tư tưởng của hắn dẫn đầu toàn thế giới đáng tiếc dẫn trước một bước là thiên tài dẫn trước hai bước chính là đồ điên đại càng đi về phía trước quá nhanh, hoàng tộc, quý tộc, huân quý này. Ở dưới thể chế chính trị mới, bọn họ sẽ đi con đường nào? Đại càng hiện tại rất đoàn kết, chúng ta cần ở chế tạo phân liệt bên trong bọn họ, tan rã bọn họ từ bên trong. Hoàng hậu chỉ là bước đầu tiên, nhị hoàng tử, hoàng thân quốc thích, huân quý tôn thất, thậm chí càng đế mê mang kia. Khi thời đại mới tiến đến, lực lượng từ xưa này, thật sự cam tâm bị quét vào đống rác lịch sử sao? chúng ta phải giúp trợ bằng hữu của chúng ta, sau đó để cho bằng hữu này hai tay dâng lên tài nguyên mà chúng ta cần. Nguyên minh chủ cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, bên trong liên minh chúng ta sắp phát sinh đại biến, cục diện khẳng định không xong. Cho nên, đại càng cũng không thể ổn định, bằng không chúng ta sẽ nguy hiểm. Để cho đại càng loạn lên, ốc còn không mang nổi mình ốc, mới có thể không ảnh hưởng đại sự của chúng ta. Đại tranh chi thế, phong vân hội tụ kiêu hùng tranh phong đều hiển thần thông huyễn nguyệt tán đồng phán đoán của nguyên minh chủ nhưng nàng có một chút lo lắng hoàng hậu có ổn không huyễn nguyệt hỏi ngươi phát hiện cái gì trong lúc vô ý nghe một tiểu thái giám hoàng cung nói hoàng hậu cùng thượng quan thừa tướng hình như có chút không rõ ràng dân gian xác thực có lời đồn này dù sao càng đế quanh năm dốc lòng tu đạo đã nhiều năm cũng không vào triều nên thượng quan thừa tướng đã thành người nắm toàn bộ chính vụ mà nội bộ hoàng cung hoàng hậu nhất định phải xuất đầu lộ diện lâu ngày thượng quan thừa tướng cùng hoàng hậu nương nương cơ hội đối mặt sẽ rất nhiều không biết khi nào tin đồn cứ như vậy đi lên hơn nữa ở bên ngoài truyền cũng khá là ra gì rất nhiều người đều tính dù sao nghe nói hoàng đế vẫn không gần nữ sắc hoàng hậu nương nương tìm không thấy hoàng đế cũng chỉ có thể tìm thừa tướng hỗ trợ Nghe nói nhị hoàng tử có khả năng là con thượng quan thừa tướng. Nói lên cũng không kỳ quái, hoàng hậu nương nương nói đến cùng cũng là phụ nữ. Ai, đáng thương bệ hạ. Hoàng hậu nương nương như vậy mà không được đàn ông tưới tắm, cứ như là quá chồng vậy. Dân gian truyền dễ dàng nhất chính là loại bác quái vợ chồng này. Nhớ ngày đó tin tức kiểu này của trương cư chính cùng Lý Thái Hậu cũng phát triển ra như thế. Rồi sau khi trương cư chính chết bị xét nhà cuộc thay, rất khó nói không có nguyên nhân phương diện này làm tông chủ huyễn thần tông người tu hành đứng đầu liên minh người tu chân huyễn nguyệt vốn không phải loại người bác quái này nhưng nghe được từ trong miệng một tiểu thái giám trong hoàng cung cùng nghe được từ đầu đường ngõ nhỏ dân gian cái này lại là hai khái niệm khác nhau huyễn nguyệt nhắc nhở lúc ấy hoàng hậu nương nương cũng nghe tiểu thái giám nghị luận sau đó tiểu thái giám này đã chết hoàng hậu có thể là chột dạ muốn giết người diệt khẩu sẽ không Nguyên minh chủ trực tiếp lắc lắc đầu. Ngươi có thể kinh thường càng đế trước đó, nhưng ngươi không thể xem thường chỉ số thông minh của Thượng Quang Vân. Huyễn Nguyệt, ngươi cho rằng loại lão hồ ly như Thượng Quang Vân sẽ làm chuyện nguy hiểm như vậy sao? Nguyên minh chủ hỏi. Huyễn Nguyệt nói, quả thật không quá khả năng, Thượng Quang Vân là một người thực cẩn thận, ta đã từng giao tiếp với hắn. Thượng Quang Thừa Tướng là Thừa Tướng Đại Càng, tự nhiên không ít lần đối mặt cùng cao tầng liên minh người tu chân giữa bọn họ thật ra cũng không xa lạ cũng giống như ba đầu sỏ đánh giá rất cao đối với nguyên minh chủ đám người nguyên minh chủ đánh giá cũng rất cao đối với người quản lý đại càng trên thực tế thượng quan thừa tướng này mấy năm nay nếu không phải thượng quan vân nỗ lực chống đỡ đại càng không nhất định có thể tồn tại đến giờ trong thiên hạ nói không chừng đã có người khởi nghĩa vũ trang có người xưng vương có người xưng đế nguyên minh chủ có chút cảm khái một tên ẩn nhẫn như vậy sao có khả năng mạo hiểm mất đầu đi động vào hoàng hậu chứ? Vậy vì sao tin bác quái về hắn cùng hoàng hậu truyền thái quá như vậy? Huyễn Nguyệt kỳ quái nói. Nguyên minh chủ sắc mặt biến cổ quái hẳn lên, nói lên ngươi khả năng không tin, chuyện này quốc sư thật đúng là đã điều tra qua, kết quả điều tra làm cho ta cũng không thể tin được người phía sau màn tin đồn bác quái này, sau lưng chính là bản thân thượng quan vân. Huyễn Nguyệt trực tiếp lớn tiếng ho khang lên. Cái này nàng thật không nghĩ tới. Ngươi xác định sao? Quốc sư tự mình điều tra, không sai được. Huyễn Nguyệt vẫn cảm giác không thể tưởng tượng, Thượng Quan Vân vì sao phải làm như vậy. Đại khái là vì chủ động tị hiềm, cũng chủ động đưa lên cho càng đế một cây đao có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào, như vậy càng đế mới có thể yên tâm vĩ quyền cho hắn. Nguyên minh chủ thật ra đoán được một ít, căn cứ tin tức năm đó quốc sư ra được, ở trước khi Thượng Quang Vân làm thừa tướng, từng tiếng cung nói chuyện một đêm với càng đế sau đó khi hắn lên thừa tướng, cũng xuất hiện tin đồn của hắn cùng hoàng hậu. Ta thậm chí đoán, đây là ý của càng đế. Huyễn Nguyệt Tâm tình phức tạp, không nói gì để chống đỡ. Trò chơi quyền lực, thật sự là quá dơ bẩn. Hơn nữa, nếu ý của càng đế, vậy càng đế cũng thật sự lợi hại. Huyễn Nguyệt châm chọc Lợi hại thêm dấu ngoặc kép Để người chủ động đi rải tin đồn tình ái đối với chính thể của mình đây là chuyện người bình thường có khả năng làm sao nguyên minh chủ cũng cảm giác không phải người bình thường có khả năng làm ra cho nên ta đoán không sai mà nói càng đế cũng không phải người bình thường thực bình thường huyễn nguyệt gật đầu nói trước đây càng đế tuyệt đối không phải một lòng với chúng ta bằng không đại càng đã sớm thành hậu hoa viên cho liên minh người tu chân chúng ta cũng sẽ không phiền toái giống như hiện tại nhưng càng đế này lo trước ngại sau hắn biết đánh không lại chúng ta cho nên cũng không dám là địch cùng chúng ta nói lên ta cũng hoài niệm hắn có hắn ở đó mà nói đại càng sẽ không khó giải quyết giống như bây giờ ta cũng thực hoài niệm hắn làm một người lãnh đạo bị thế lực đối địch hoài niệm như thế vậy tuyệt đối là ca ngợi lớn nhất càng đế làm được hơn nữa nguyên minh chủ không chỉ có hoài niệm ta không lo lắng hoàng hậu sẽ sinh ra dị tâm ta lo lắng là hoàng hậu không nắm trong tay được cục diện dù sao nói đến cùng, nàng chỉ là hoàng hậu, không thể thật sự tụ tập thế lực phản đối đại càng tân chính này lại. Để cho hoàng hậu làm đầu lĩnh, cũng rất khó đối kháng cùng đám người thượng quan vân, cơ trường không cùng lục kim. Huyễn Nguyệt sâu sắc nghe ra ý chưa hết trong lời nói của Nguyên Minh Chủ. Ngươi còn muốn làm cái gì? Nguyên Minh Chủ trầm giọng nói, căn cứ tin tức tin cậy, càng đế còn chưa chết. Cái gì? Tin tức này nói ra làm Huyễn Nguyệt khiếp sợ hiện đồn đại ở bên ngoài là càng đế đã chết, cho nên mới có chuyện đại hoàng tử thượng vị. Ba đầu sỏ muốn mang chuyện này định thành sự thật. Như vậy cho dù ngày sau càng đế lại sống lại, cũng không thay đổi được đại cục. Nhưng hiện tại thời gian cách càng đế ngủ say còn ngắn. Càng đế nếu hiện tại sống lại, lực ảnh hưởng của hắn còn chưa có hoàn toàn tán đi, là có thể mây mưa thất thường. Ngươi xác định sao? Huyễn Nguyệt hỏi. Nguyên Minh chủ cười nhẹ, Huyễn Nguyệt, ngươi sẽ không nhận thức là chúng ta thật sự không có người ở bên đại càng chứ huyễn nguyệt đã hiểu ý của nguyên minh chủ tin tức tin cậy hẳn là tin cậy càng đế thế mà không chết vậy hắn sao lại truyền ngôi cho đại hoàng tử cái này ngươi có thể đi hỏi hoàng hậu hoàng hậu biết chân tướng ta được tin tức là càng đế bị bức cung buộc hắn tiếp tục ngủ say hoàng hậu cũng là một trong đối tượng bức cung huyễn nguyệt trực tiếp khen ngợi đám người đại càng kia cũng thực biết chơi. Cho nên, nếu chúng ta gọi tỉnh càng đế lại thì sao? Nguyên Minh chủ hỏi. Huyễn Nguyệt trong lòng chợt động. Ta rõ ràng ý của ngươi, nhưng càng đế nếu lâm vào ngủ say, cũng không dễ tỉnh lại như vậy chứ. Lấy năng lực của chúng ta, chỉ cần trả giá nhất định, vẫn có thể. Càng đế dù sao không phải tử vong chân chính, chúng ta không phải khởi tử hồi sinh cho hắn, chỉ là để cho hắn thanh tỉnh mà thôi thế giới có thể tu hành, hồi sinh từ xương trắng, cũng không là chuyện gì không thể tưởng tượng. Huống chi chỉ là gọi tỉnh lại một người ngủ say. Cái này đương nhiên không dễ, nhưng lấy năng lượng của liên minh người tu chân, có thể làm được. Huyễn Nguyệt chỉ có chút đau lòng, thật muốn làm như thế, lại phải tiêu hao không ít tài nguyên. Càng đế đáng giá. Nguyên minh chủ nói. Ngươi cũng nói, hoàng hậu từng bức cung càng đế, vạn nhất sau khi càng đế tỉnh lại thì tính sổ cùng hoàng hậu, chúng ta tính toán chẳng phải là uổng phí sao. Nguyên minh chủ nở nụ cười, trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lúc ấy càng đế cùng hoàng hậu có xung đột lợi ích, cho nên hoàng hậu đứng ở mặt đối lập càng đế. Hiện tại nếu gọi tỉnh lại càng đế mà nói, vậy xung đột ích lợi lớn nhất với càng đế là đám người thượng quan vân, cơ trường không cùng lục kim. Để cho càng đế náo loạn với bọn họ, đại càng sẽ phân liệt trong nháy mắt, chúng ta cũng có đủ thời gian đi chỉnh hợp liên minh người tu chân. Huyễn Nguyệt cực cực đầu, nghe lên giống như không có vấn đề gì. Nhưng thật sự muốn gọi càng đế tỉnh lại, còn cần hoàng hậu giúp. Hoàng cung đại càng là một nơi nguy hiểm, không có hoàng hậu giúp, chúng ta rất khó qua lại tự nhiên. Huyễn Nguyệt, chuyện này giao cho ngươi. Tốt. Huyễn Nguyệt am hiểu nhất chính là chế tạo ảo thuật nàng có thể làm cho người ta ở trong bất tri bất giác, đã bị nàng khống chế. Hoàng hậu không phải một người dễ dàng có thể thuyết phục, huống chi còn ở hoàng cung, cũng không để ngoại đạo tàn sát bừa bãi, nhưng vẫn bị huyễn nguyệt chui vào chỗ trống. Ảo thuật của huyễn nguyệt uy hiếp có thể thấy được. Từ nàng tự thân xuất mã, cũng có thể thấy được liên minh người tu chân coi trọng đối với việc này. Nhưng huyễn nguyệt rất nhanh đã phát hiện, nàng phải nắm chắc. Bởi vì Bạch Khuynh Tâm bắt đầu điều tra cái chết của tiểu thái giám kia. Rất dễ dàng đã tra được đến trên đầu hoàng hậu. Một khi tra được hoàng hậu, lại tìm hiểu nguồn gốc đến nàng, vậy giữa liên minh người tu chân cùng đại càng, sẽ thật sự không có đường sống thỏa hiệp nữa. Bạch Khuynh Tâm động tác quả thật rất nhanh. Ở sau khi ngụy quân tỏ vẻ để cho nàng buông tay ra xuống, Bạch Khuynh Tâm khai hỏa toàn bộ hỏa lực, rất nhanh đã điều tra rõ người giết tiểu thái giám này. Nhưng nguyên do, lại có chút làm cho nàng da đầu phát tê. Lục Nguyên Hạo lại rút lui có trật tự trước tiên. Bạch Đại Nhân, bằng không chúng ta đừng tra xét. Lại tra xuống, không chừng tra ra chuyện gì đó. Lục Nguyên Hạo rụt. Nguyên bản tra tới trên đầu Hoàng hậu, cũng đã đủ dọa người. Hiện tại thế mà cũng liên lụy Thượng quan Thừa Tướng vào. Hắn chẳng qua là một tiểu mập mạp thường thường vô kỳ mà thôi. Đắc tội với đại lão này, ngày sau phải làm sao bây giờ? Đối với lục nguyên hạo chịu rụt, bạch khuyên tâm không chút bất ngờ. Nhưng nàng vẫn không tự giác liếc cái xem thường. Lấy thanh danh cùng thực lực lục nguyên hạo hiện tại, hoàng hậu cùng thừa tướng chưa chắc đã dám đắc tội hắn. Lục nguyên hạo sợ cái quỷ. Không phải bọn họ chỉ giết một tiểu thái dám sao? Thật thì không giả được, thật thì không giả thực. Lục đại nhân, không cần hoảng. Là thật là giả, chúng ta tìm thượng quan thừa tướng hỏi một câu chẳng phải sẽ biết sao còn muốn tìm thượng quan thừa tướng hỏi một câu lục nguyên hạo càng rụt bạch đại nhân ngươi hãy nghe ta nói chúng ta nếu nuốt vào trong bụng chuyện ra được vậy tất cả cũng đề dễ nói nếu chúng ta một khi thật sự hỏi ra cái gì vậy thượng quan thừa tướng sẽ không bỏ qua chúng ta hiện tại ra tới trên đầu hoàng hậu hắn cũng đã bắt đầu suy xét có cần xuống tay đối với hoàng hậu trước hay không lục nguyên hạo cảm giác rất khó dù sao bên trong hoàng cung cao thủ vô số, tàn long ngọa hổ. Nếu thêm một thượng quan thừa tướng cũng sinh ra sát ý đối với hắn, Lục Nguyên Hạo cảm giác chút thực lực của mình, hoàn toàn không làm gì được. Đến lúc đó cũng chỉ có thể bị giết. Đáng tiếc, ý kiến của hắn Bạch Khuynh Tâm không tiếp thu. Bạch Khuynh Tâm vẫn trực tiếp đi tìm thượng quan thừa tướng, hỏi một cái rõ ràng. Thượng quan thừa tướng thật ra cũng không có gạt Bạch Khuynh Tâm, thực thản nhiên nói ra tình hình thực tế với nàng giống như là nguyên minh chủ giống với huyễn nguyệt vậy. Tất cả cái này cũng không là thật. Thượng quan thừa tướng nói, sở dĩ ta vẫn theo đuổi loại tinh việc này, là vì cho bệ hạ lý do bãi tướng bất cứ lúc nào. Bằng không mà nói, vị trí thừa tướng này của hắn cũng ngồi không xong. Từ xưa đến nay, rất nhiều quyền thần đều phải tự bôi đen. Đây là tính cực hạn của đế chế phong kiến, không thể tránh né. Bạch Khuynh Tâm đã hiểu. Cho nên hắn có chút nghi hoặc, nếu là giả vậy hoàng hậu không nên bởi vì loại chuyện này mà giết người diệt khẩu mới đúng thượng quan thừa tướng bình tĩnh nói ta không biết hoàng hậu là nghĩ như thế nào nhưng lấy thân phận hoàng hậu nếu nghe được một tiểu thái giám đang nghị luận về mình như thế vậy giết chết hắn có gì kỳ quái nô tài nghị luận sau lưng chủ tử vốn chính là tìm chết nhưng đại càng đã hủy bỏ nhân ngôn hoạch tội bạch khuynh tâm nói thượng quan thừa tướng nở nụ cười đại càng xác thực đã hủy bỏ nhân môn hoạch tội nhưng ngươi còn trông cậy để hoàng hậu tuân thủ loại quy luật này sao hơn nữa thái giám chính là gia nô hoàng thất chủ tử xử trí gia nô căn bản không cần gặp quan ba đầu sỏ bước chân đã bước rất lớn nhưng giai đoạn hiện tại bọn họ còn chưa thể hủy bỏ chế độ chủ tớ cũng không có khả năng hủy bỏ ở giai đoạn hiện tại cao môn đại hộ thiên hạ nuôi dưỡng nô bột đếm không hết thật nếu là hủy bỏ cái này ảnh hưởng cũng không phải một hai người làm không tốt sẽ ra đại loạn thượng quan thừa tướng là biết nặng nhẹ nếu theo ý kiến của hắn loại chuyện nhỏ như là trong hoàng cung chết một tiểu thái giám vốn không nên ra nhưng ở trên chuyện này bạch khuynh tâm sinh ra ý kiến khác với thượng quan thừa tướng thừa tướng nếu hoàng hậu thật bởi vì tiểu thái giám nghị luận sau lưng nàng nên giết chết tiểu thái giám vậy nàng không cần phải giấu giếm nói thẳng ra an toàn ti cũng không thể làm gì nàng thượng quan thừa tướng chậm rãi gật gật đầu nói có đạo lý hoàng hậu nương nương căn bản không cần thiết phải phủ nhận nhưng nàng phủ nhận bạch khuynh tâm tiến vào đến lĩnh vực chuyên nghiệp của mình cả người tản mát ra một loại khí tràn vượt lên tất cả cho dù là thượng quan thừa tướng giờ phút này ở trong mắt nàng cũng là gà con ai khuyên cũng không có tác dụng chỉ đây mới là chính xác nhất trừ khi Tiểu thái giám kia chết không phải bởi vì hắn lỡ lời, mà là vì hắn thấy được một ít bí mật không nên nhìn thấy. Thượng quan thừa tướng, gần đây hoàng hậu nương nương hành động là thực không tầm thường. Nghe Bạch Khuynh Tâm nói như vậy, thượng quan thừa tướng trong lòng rùng mình. Chuyện hoàng cung ta vẫn không có hỏi đến, là từ an toàn ti phụ trách, hoàng hậu nương nương làm sao? Lục đại nhân, người nói đi. Lục Nguyên Hạo thấy thượng quan thừa tướng không có quan hệ gì với việc này, cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi, nói ra những gì mình biết, hoàng hậu nương nương thực không hài lòng đối với địa vị nhị hoàng tử hiện tại, đang liên hệ gia tộc của mình cùng một ít hung quý, nhưng còn chưa biết nàng cụ thể muốn làm cái gì. Thượng quan thừa tướng nghe vậy nhíu nhíu mày. Nhưng hắn cẩn thận ngẫm nghĩ tình cảnh nhị hoàng tử hiện tại, cũng không phải không thể lý giải cách làm của hoàng hậu. Hắn chỉ lắc đầu nói, một khi đã như vậy, vậy bóp chết loại manh mối này đi. Gió này không thể kéo dài, có cần ta giúp, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Đa tạ thượng quan thừa tướng. Lục Nguyên Hạo đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Chuyện này không có quan hệ gì với thượng quan thừa tướng, vậy chỉ là vấn đề của hoàng hậu. Hắn trước đó đã phát sinh xung đột cùng hoàng hậu, bởi vì quan hệ với nhị hoàng tử. Hắn thậm chí còn một lần bắt con tin hoàng hậu, lúc trước hoàng hậu có thể bức cung càng đế, lục nguyên hạo cũng xuất lực rất lớn ở trong đó. Cũng bởi vậy, hắn tự giác hung hăng đắc tội hoàng hậu suy bụng ta ra bụng người lục nguyên hạo cho rằng nếu mình là hoàng hậu mà nói khẳng định cũng muốn giết chết hắn mới có thể giải mối hận trong lòng cho nên lục nguyên hạo vẫn có một ý tưởng lớn mật không dám nói với người ngoài hắn muốn giết chết hoàng hậu giải quyết hậu hoạn nhưng lục nguyên hạo biết ý tưởng này của mình thật sự là quá mức to gan lớn mật cho nên hoàn toàn không dám lộ ra mảy may với bên ngoài nhưng hiện tại Lục Nguyên Hạo thấy được cơ hội. Có lẽ, lần này hắn có thể mượn cơ hội này biến ý nghĩ của mình thành sự thật. Ở thời điểm Lục Nguyên Hạo hưng phấn, Hoàng hậu cũng đã hoàn toàn bị Huyễn Nguyệt nói động. Huyễn Nguyệt giảng rất rõ ràng quan hệ lợi hại cho nàng. Để cho càng đế tỉnh táo lại, cục diện đại càng trước mắt sẽ có cơ hội xoay chuyển, nhị hoàng tử cũng sẽ có cơ hội làm người thừa kế. Nếu không, hoàng hậu nàng tuy rất nhanh sẽ là thái hậu, nhưng chỉ có ở trong cung trở thành một vật bài trí tôn quý mà nhị hoàng tử sẽ vĩnh viễn mất đi quyền kế thừa đây là điều mà nàng không thể tiếp nhận quan trọng nhất là liên minh người tu chân cam đoan với nàng liên minh người tu chân sẽ là hậu thuẫn cho nhị hoàng tử toàn lực ủng hộ nhị hoàng tử thượng vị có liên minh người tu chân ủng hộ càng đế cũng không dám trở mặt nàng là hiểu càng đế tuy vì vậy mà phải nhượng ra rất nhiều lợi ích của đại càng nhưng so sánh với những gì mà mẹ con nàng được, thì không tính là cái gì. Cho nên hoàng hậu không có lý do cự tuyệt. Nàng trực tiếp dẫn theo huyển nguyệt đi điện thanh tâm. Có nàng ở phía trước mở đường, hoàng cung đối với huyển nguyệt mà nói hầu như chính là không bố trí phòng vệ, toàn bộ hành trình của nàng không gặp chút nguy hiểm nào. Đến điện thanh tâm, phát hiện càng đế nằm ở trên giường đã không chút sinh khí, huyễn nguyệt thở vào nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên không chết, chỉ là đang ngủ say. Hoàng hậu khẩn trương hỏi, người hẳn có biện pháp gọi bệ hạ tỉnh lại. Huyễn Nguyệt tự tin cười, đương nhiên, tuy phải trả giá nhất định, hao phí tài nguyên xa xỉ. Nhưng chỉ cần có thể gọi bệ hạ tỉnh lại, tất cả cái này đều đáng giá. Nàng cùng Nguyên Minh chủ đều tin tưởng, lấy khẳng thái của càng đế, khẳng định sẽ hoàn trả cho bọn hắn gấp trăm lần. Cho nên Huyễn Nguyệt trực tiếp thi triển năng lực của mình, gọi tỉnh càng đế bằng tốc độ nhanh nhất. Hồn hề quy lai thất phách quy vị huyền môn chính pháp ngay vào lúc này khởi huyễn nguyệt sắc mặt tái nhợt nhìn càng đế vẫn đang ở trong ngủ say tâm tình không khỏi muốn chửi con mẹ nó hoàng hậu nhìn thấy càng đế vẫn đang ngủ say cũng nghi hoặc nhìn về phía huyễn nguyệt thất bại huyễn nguyệt hơi hơi cắn răng thành công thành công vậy bệ hạ sao vẫn chưa có tỉnh lại hoàng hậu nghe không hiểu huyễn nguyệt hắn đang giả bộ ngủ Huyễn Nguyệt cũng không nguyện tin tưởng chuyện này. Nhưng đây là sự thật. Bởi vì nàng đã cảm nhận được, càng đế tuyệt đối đã tỉnh lại. Hắn chỉ đang giả bộ ngủ. Hoàng hậu phát mộng. Bệ hạ, bệ hạ, người tỉnh tỉnh lại. Người nếu không tỉnh lại, đại càng sẽ bị loạn thần tặc tử này hoàn toàn chiếm lấy. Bệ hạ, người không biết, đại càng hiện tại đã hoàn toàn biến thành thiên hạ của đại thần này. Chính phủ đều là thượng quan vân định đoạt, quân vụ là cơ trường không định đoạt, Lục Khiêm thành lập an toàn ti, còn đang theo dõi hoàng cung. Văn võ cả triều, người trung với hoàng thất, đã ngày một ít. Bệ hạ, hiện tại chỉ có người đứng lên hô hào, mới có thể thay đổi loại cục diện này. Bệ hạ, người mau tỉnh lại đi. Hoàng hậu khóc lê hoa đái vũ. Tuy trước đây nàng cũng ghét bỏ càng đế chính là một phế vật. Nhưng sau khi phế vật này lâm vào ngủ say, nàng ý thức được mình cùng càng đế chung quy là quan hệ nhất vinh cùng vinh nhất tổn cùng tổn nàng cần càng đế cho nên nàng hy vọng càng đế đứng dậy đáng tiếc càng đế đã làm cho nàng thất vọng hoàng hậu thấy càng đế vẫn không có phản ứng lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía huyễn nguyệt có phải ngươi thi pháp xảy ra vấn đề không bệ hạ khả năng thật sự không có tỉnh huyễn nguyệt cắn răng nói hắn tuyệt đối đã tỉnh ta lấy danh dự của ta thề Vậy bệ hạ vì sao không có phản ứng? Hoàng hậu hỏi. Huyễn Nguyệt đoán được một khả năng. Nhưng nàng không muốn tin tưởng. Nhưng bài trừ tất cả các loại khả năng không thể, còn lại mặc kệ khó có thể tin cỡ nào, nhất định chính là chân tướng. Cho nên, hắn có thể là đang rụt. Huyễn Nguyệt giọng điệu thực bất đắc dĩ. Hoàng hậu, hả? Huyễn Nguyệt mắng, tên chết tiệt, Tựa như trước đây hắn làm rùa đen rút đầu khi đối mặt liên minh người tu chân chúng ta vậy, hắn hiện tại là đang co rút lại. Càng đế, ngươi là đàn ông thì mở mắt ra cho ta. Càng đế không có mở mắt. Hắn ngủ thực an tường. Thế giới danh họa càng đế vẫn đang ngủ say. Huyễn Nguyệt lại mắng lớn. Nàng sai lầm rồi. Nguyên minh chủ cũng sai lầm rồi. Bọn họ vốn tưởng rằng càng đế chỉ có thời điểm đối mặt liên minh người tu chân bọn họ mới có thể rụt sự thật chứng minh càng đế là một đàn ông đối xử bình đẳng hắn đối với mọi người đều là một nguyên tắc ngươi cứng thì ta mềm không quên sơ tâm trước sau như một đối xử bình đẳng chúng sinh bình đẳng càng đế khẳng định cho bản thân nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha